Chào bà con cô bác nha. Hôm nay tôi giới thiệu với bà con cô bác là cái mấy con rắn ri dôi của tôi nè. Rắn này á, được tôi nuôi cũng gần giáp năm rồi. Tôi xây cái hồ xi măng khoảng 4 mét vuông, đổ nước vào xăm xắp khoảng 1 tấc đến 2 tấc, thả lục bình vô, rồi thả rắn giống vào. Tôi nuôi chơi nên thả khoảng 6 con thôi. Còn nếu nuôi kinh tế á, thì 4 mét vuông này có thể nuôi được khoảng 15 đến 25 con. Những cái con rắn này á, được mình mua từ đánh bắt thiên nhiên hoặc là từ trại giống. Mà bà con phải chú ý, nếu mà nuôi kinh tế á, mua từ đánh bắt thiên nhiên thì coi chừng sẽ không tốt lắm nha. Vì á, đánh bắt thiên nhiên có thể đánh bắt bằng xung điện, sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của con rắn hoặc là sự sinh sản của nó. Mình mua từ trại giống cung cấp cho nó chắc ăn, nuôi nó mau lớn. Đây, con rắn của tôi mập ú ù ù, bà con thấy không? Thức ăn của nó đó thì chủ yếu là cá da trơn, các loại ếch, nhái. Cá da trơn như là cá trê, cá út, cá kèo. Nhưng nuôi mà cho ăn cá kèo là lỗ chết bà con ơi. Đi mua cá trê con á, về cho nó ăn. Hoặc là có nguồn ếch, nhái con cũng được. Nó ăn vào nó sẽ mau lớn. Cá trê á, tôi mua về cái tôi đổ đại vô đây khoảng nửa ký. Nửa ký cá trê giống là con bằng ngón tay út vậy đó. Thì những con rắn này nó đói thì nó tự ăn thôi. Rồi bà con chú ý là khoảng 2 ngày đến 3 ngày là phải thay nước một lần nha. Cái nước là rất là quan trọng. Nước có thể lấy nước từ nguồn bơm cây nước hoặc có thể từ nước mưa. Còn nước của nhà máy nước á, thì bà con phải có cái bể lắng để cho nó bốc mùi bớt cái cà lo đi. Có cà lo vào thì con rắn nó sẽ không phát triển nha bà con. Thay nước á, là để cho con rắn nó không bị bệnh. Thường là rắn nuôi này á, hay bị bệnh ghẻ hoặc là bệnh đường ruột. Bệnh ghẻ là da nó sẽ nổi sần sần mấy cái cục, rồi nó không ăn. Bệnh đường ruột cũng vậy, không ăn, rồi nó cứ nằm vậy hoài, rồi nó ốm từ từ như cái lưỡi lam vậy đó, rồi nó chết. Lục bình á, thì tôi thả khoảng phân nửa cái hồ. Có người thì thả 2/3 mặt hồ cũng được. Có lục bình cho con rắn nó trú ngụ trong đó. Rồi khi nó đói bụng thì nó tự nó bò vòng vòng, nó gặp cá thì nó ăn thôi. Rắn tới khoảng 1 tháng, tháng rưỡi, tùy theo cái sức mà mình cho nó ăn thì nó sẽ lột da. Đó, con rắn nó lột da thì nó sẽ đục nè, cái da nó đục như vậy nè. Bà con thấy con rắn này cái da nó đục, nó khác cái con rắn nãy giờ bà con quan sát không? Nó hai con mắt nó cũng mờ đi nè. Đó, hai con mắt nó đục ngầu luôn. Rồi cái da nó đục vậy đó. Rồi khoảng 2-3 ngày sau là nó tự nó sẽ kiếm chỗ nằm im, rồi nó lột da ra, rồi nó lớn. Đó, bà con thấy nuôi rắn ri dôi dễ không? Dễ quá trời quá đất luôn, thấy không? Tôi thì tôi thích nuôi văn nghệ chơi thôi, nuôi để quan sát nhìn ngắm nó thôi, chứ không phải nuôi kinh tế. Nuôi kinh tế thì mình sẽ tìm hiểu kỹ thuật nhiều hơn, rồi mình đầu tư nhiều hơn, bài bản hơn. Thông thường thì 3 ký thức ăn sẽ thành 1 ký rắn đó. Bà con muốn nuôi kinh tế thì tính theo cái tỷ lệ đó rồi nuôi cho phù hợp. Còn tôi thì tôi nuôi chơi cho vui thôi, nên tôi không có tính toán gì nhiều. Cứ thả rắn rồi nuôi, rồi mua thức ăn cá giống hoặc là ếch con về cho nó ăn, rồi ngày ngày chăm sóc nó vậy thôi. Xin kính chào bà con, hẹn gặp lại ở clip sau nha. Chúc bà con một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an và nhiều may mắn nhé. Tạm biệt.